Xin chào tất cả các em. Chào mừng tất cả các em đến với tiết học. Ở bài trước thì chúng ta đã học chủ đề số 5, đó là định dạng trang tính. Như vậy thì hôm nay chúng ta sẽ đi làm quen với bài thực hành đầu tiên, đó là bài thực hành số 5, định dạng trang tính. Như vậy thì để thực hành được cái bài tập số 5 này, thì trước tiên là chúng ta sẽ ôn lại những cái kiến thức mà chúng ta đã học ở cái chủ đề số 5, như là định dạng ký tự, kẻ đường viền cho ô hoặc là khối ô. Thì đây chính là cái bài tập mà chúng ta sẽ thực hành ở nhà. Vậy thì nhiệm vụ của mấy em là mấy em sẽ mở máy lên và mở cái phần mềm Microsoft, lỗi mở cái phần mềm Microsoft Excel lên. Và chúng ta sẽ tạo một cái bảng tính mới với tên là bảng điểm lớp em ở cái thư mục bài tập thực hành 5. Và sau đó chúng ta tại cái vị trí là cái trang tính sheet 1, chúng ta sẽ nhập dữ liệu giống hệt như là hình bài tập thực hành 5.1. Và chúng ta sẽ đi định dạng như hình bài tập 5.1. Và gợi ý ở đây là các em sẽ chọn cái phông chữ là Thai New Roman cỡ chữ 13. Vậy thì sau khi mà chúng ta đã định dạng giống cái hình ở bài tập thực hành 5.1 này rồi đó, thì cái việc cuối cùng là chúng ta sẽ lưu tất cả các thay đổi mà chúng ta đã làm, và cuối cùng là chúng ta đóng bảng tính, thì khi đó là cái bài tập thực hành chúng ta đã được thực hiện. Vậy thì để vận dụng được cái kiến thức đã học ở chủ đề 5 để thực hiện được cái bài tập thực hành mà cô đưa ra đó, thì cô sẽ hướng dẫn các em từng bước thực hành. Trước tiên là cô sẽ hướng dẫn mấy em là gộp khối để thành một ô, tức là chúng ta sẽ thực hiện thao tác trộn ô. Vậy thì giả sử như ở đây chúng ta sẽ thực hiện cái gộp khối là gì? A2 2.G2 thành một ô ha. Đây chúng ta sẽ thực hiện. Vậy thì việc trước tiên là chúng ta sẽ kéo thả chuột và chọn. Vậy thì chúng ta sẽ chọn cái khối là A2 và G2. Vậy thì sau khi chúng ta chọn khối A2G2, vậy thì chúng ta sẽ chọn nút lệnh là Machine and Center. Và nút lệnh này là nằm ở trong cái nhóm lệnh Alignment của thẻ lệnh Home ha. Cái thứ hai là chúng ta sẽ đi định dạng ký tự trong ô tính với cái phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và màu chữ. Thì những cái phần định dạng này chúng ta đã thực hiện hoàn toàn giống như là trong định dạng văn bản mà ở lớp 6 chúng ta đã học. Vậy thì để định dạng được phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và màu chữ thì chúng ta sẽ vào thẻ lệnh Home và nhóm lệnh Phông. Vậy thì trong nhóm lệnh Phông này nó sẽ có thứ nhất là định dạng phông chữ, cỡ chữ, ở đây là tăng hoặc giảm cỡ chữ, và nút lệnh này, nút lệnh là định dạng màu chữ. Ba nút lệnh này là dùng để định dạng kiểu chữ ha. Và ở đây giới thiệu thêm hai nút lệnh còn lại. Nút lệnh này là nút lệnh kẻ đường viền cho ô hoặc là khối ô, một lát chúng ta sẽ thực hiện ở phần sau. Và tương tự nút lệnh này là nút lệnh fill color, thì chúng ta cũng thực hiện để tô màu nền, thì một lát chúng ta sẽ quay trở lại. Vậy thì sau khi chúng ta đã thực hiện các bước định dạng kiểu chữ, cỡ chữ, màu chữ thì nó sẽ được thực hiện giống như cái bảng như thế này. Tiếp theo là cô sẽ hướng dẫn mấy em là thực hiện cái thao tác là căn lề dữ liệu ký tự và dữ liệu số trong các ô tính. Vậy thì để căn lề dữ liệu thì chúng ta sẽ thực hiện trong cái nhóm lệnh là Alignment. Đây, nhóm lệnh Alignment. Và nhóm lệnh Alignment này là nằm trên thẻ Home ha. Đây, vậy thì để thực hiện các kiểu căn lề này thì việc đầu tiên là chúng ta cũng chọn ô và khối ô. Đây, cô lấy ví dụ như chúng ta chọn ô và khối ô này. Và sau đó chúng ta sẽ vào thẻ Home, nhóm lệnh Alignment, và chúng ta chọn các nút lệnh mà chúng ta cần muốn định dạng ha. Vậy thì sau khi chúng ta chọn các nút lệnh đó thì chúng ta sẽ được cái bảng tương tự như là thế này. Tiếp tục là cái phần kẻ đường viền cho ô hoặc là khối ô. Vậy thì để kẻ đường viền cho ô, khối ô thì bước thứ nhất là chúng ta sẽ chọn ô mà khối ô cần kẻ đường viền. Bước thứ hai là chúng ta sẽ nhấy chuột vào cái nút mũi tên bên phải của cái nút lệnh. Nút lệnh này gọi là nút lệnh border. Đây, nút lệnh border. Nhấy vào mũi tên bên phải nút lệnh border. Và ở trong này chúng ta sẽ có tất cả các kiểu đường viền mà chúng ta cần chọn. Vậy thì chúng ta sẽ chọn kiểu đường viền thích hợp.
ha. Vậy thì nếu như chúng ta sau khi chúng ta chọn kiểu đường viền thích hợp rồi đó, thì chúng ta sẽ được kết quả như là cái bảng bên dưới này. Vậy thì nãy giờ chúng ta đã thực hiện các kiểu định dạng, chỉ thì chỉ còn cái phần tô màu nền thôi ha. Đây, cái cuối cùng là chúng ta sẽ thực hiện cái phần tô màu nền. Vậy thì để tô màu nền cho ô hoặc là khối ô hay là cho nhiều ô thì chúng ta cũng hoàn toàn tương tự, cũng chọn các ô cần tô màu nền và sau đó chúng ta sẽ vào cái thẻ home nhóm lệnh phong, chọn vào cái nút lệnh là fill color. Và trên đây nó có rất là nhiều màu cho chúng ta chọn và chúng ta chọn màu thích hợp. Vậy thì sau khi chúng ta thực hiện các thao tác mà cô vừa thực hiện thì chúng ta sẽ được cái bảng như hình này. Đây là các bảng là chúng ta đã được tô màu nền. Vậy thì cái bảng này là chính là cái bảng giống cái yêu cầu mà cô cần mấy em thực hiện trong cái bài thực hành này ha. Vậy thì sau khi mà chúng ta làm tới cái phần này xong rồi, tô màu nền xong rồi, định dạng xong, tất cả các cái xong rồi, thì cái cuối cùng là chúng ta nhớ đừng quên là phải lưu lại. Vậy thì mặc dù là ở bài đầu là chúng ta, ở phần đầu là chúng ta đã như yêu cầu phần số 1 đó, là nói là mở, tạo bảng tính mới với tên là bảng điểm lớp em. Như vậy thì trong quá trình mà chúng ta làm thì chúng ta cũng có thể là lưu, là vào file chọn lưu, xin lỗi, vào file chọn sao, hoặc là nhấn tổ hợp phím Ctrl S ha. Vậy thì trong khi sau khi chúng ta làm xong rồi, chúng ta muốn kết thúc Excel hay gọi là kết thúc cái bản tính này, không làm việc cái bản tính này nữa, thì chúng ta phải vào file save lại một lần nữa. Nếu như mấy em không save mà mấy em tắt máy luôn thì những cái thay đổi mà như là nãy giờ chúng ta định dạng cả đường viền hay tô màu nền nó sẽ không được luôn. Chú ý ha, chú ý chỗ cái phần này rất là quan trọng. Thì coi như là ở đây là cái phần sau khi chúng ta đã lưu thì coi như là kết thúc cái nội dung cái bài thực hành này. Vậy thì nhiệm vụ của mình là về mấy em phải thực hành chấm cái bảng điểm này cho cô. Mở máy lên, thực hành ha. Định dạng giống hệt như thế này, nãy giờ cô đã chỉ đó. Nếu như mình cảm thấy là khó khăn quá thì mình có thể là xem từ like rồi mình dừng lại, mình thực hiện theo. Và sau khi làm xong rồi mấy em sẽ chụp hình cái bảng này lại cho cô và gửi lên Zalo, cô sẽ chấm điểm ha. Rồi, mấy em dạy tách giáo khoa ra trang chỗ cái bài mà tập thực hành 5 đó, trang 49. Vậy thì ngoài việc là sau khi chúng ta làm cái bài này, mấy em gửi cho cô để cô chấm điểm đó, thì nếu như mà có thời gian thì mấy em có thể làm thêm cái bài tập thực hành 5 số 2, trang 50 ha. Và bài tập thực hành 5 số 3, trang 51. Cái đó là làm thêm hai bài đó thôi. Hai bài đó thì không cần chụp hình nộp cho cô. Cô chỉ cần mấy em chụp hình cái bài này cho cô thôi ha. Còn hai bài trong sách giáo khoa đó thì mấy em chỉ làm để chúng ta có thể là quen với cái thao tác là định dạng cái đăng tính cho nó rành hơn. Và sau khi chúng ta thực hiện xong cái bài thực hành này á, thì nhiệm vụ mấy em á, là ngoài nhiệm vụ là chụp hình gửi lại bài cho cô, thì mấy em đọc trước cái bài chủ đề số 6 ha. Đọc trước cái bài chủ đề số 6, đó là trình bày và in trang tính để tiết học của tuần sau chúng ta học với mấy em dễ tiếp thu hơn ha. Mến chào các em.